Nhà thuốc làm thế nào để đáp ứng cái nhu cầu y tế ngày càng cao? Như chúng ta đã biết thì trong thời đại hiện nay, cái sự phát triển của xã hội, nhu cầu y tế của con người đang rất là cao. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các nhà thuốc trong việc đảm bảo đủ nguồn cung sản phẩm và dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu cộng đồng. Việc đầu tiên mà mỗi nhà thuốc cần làm là mình phải tìm hiểu một cách chính xác và chi tiết về cái nhu cầu của khách hàng. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc thăm dò ý kiến khảo sát hay là nghe những cái ý kiến đóng góp từ khách hàng thường xuyên. Từ đó, nhà thuốc có thể điều chỉnh và mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ để mà mình đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thứ hai là đầu tư công nghệ và hệ thống quản lý. Cái việc mà mình sử dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý và vận hành nhà thuốc là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mình nâng cao hiệu quả và đáp ứng cái nhu cầu y tế nhanh chóng. Các cái hệ thống quản lý tồn kho, hệ thống quản lý thanh toán hiện đại và dịch vụ trực tuyến giúp tối ưu hóa hoạt động và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Thứ ba, mở rộng quy mô và dịch vụ nhà thuốc. Chúng ta phải xem xét mở rộng quy mô và cung cấp các cái dịch vụ y tế phong phú. Bên cạnh cái việc mình bán sản phẩm, nhà thuốc có thể cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe, theo dõi sự tiến triển của bệnh nhân hay là mình cung cấp các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Điều này cũng giúp tăng cường giá trị cho khách hàng và phục vụ đa dạng hơn. Thứ tư, đào tạo nhân sự chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên là một trong cái yếu tố quyết định đến sự thành công của nhà thuốc. Các bạn phải đảm bảo nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, am hiểu về sản phẩm và dịch vụ cũng như là tư vấn khách hàng một cách tận tình và chu đáo nha các bạn nhé. Cái thứ năm, thúc đẩy tiếp thị và tương tác xã hội. Tiếp thị là một trong cái yếu tố để giới thiệu các cái sản phẩm và dịch vụ của nhà thuốc đến khách hàng sử dụng kỹ thuật tiếp thị hiện đại, bao gồm như là quảng cáo trên mạng xã hội, email marketing và tạo nội dung giáo dục giúp cho nhà thuốc tiếp cận một cái lượng đối tượng tiềm năng, hợp tác với nhà thuốc cung cấp và đối tác với y tế. Cái việc mình xây dựng mạng lưới đối tác với các nhà cung cấp dược phẩm và các cái cơ sở y tế khác là một cái yếu tố để mở rộng nguồn cung cấp và đáp ứng nhu cầu y tế của khách hàng. Hợp tác cũng giúp cải thiện hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa giá trị cho khách hàng. Tạo môi trường thân thiện và an toàn thì nhà thuốc của bạn cần phải tạo môi trường thân thiện và an toàn gần gũi với khách hàng để mà khách hàng họ cảm thấy được cái sự thoải mái và sự tự tin. Cái môi trường này thì bạn cần phải giữ gìn vệ sinh này, chăm sóc khách hàng một cách tử tế và hỗ trợ khách hàng mọi nhu cầu y tế của họ. 8. Đo lường và đánh giá hiệu quả rất là cần thiết nha các bạn nhé. Cuối cùng, để đảm bảo các cái chiến lược đáp ứng nhu cầu y tế ngày càng cao, đạt được hiệu quả cao nhất, cái việc đo lường và đánh giá kết quả là không thể thiếu. Theo dõi hiệu quả từng cái hoạt động, phân tích dữ liệu thì từ đó các bạn mới có được những chiến lược giúp cho nhà thuốc ngày càng phát triển. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang lại tiềm năng chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh. Điều này dẫn đến việc tăng cường nhận thức về sức khỏe và chú trọng đến việc duy trì cuộc sống khỏe mạnh. Vì vậy, nhà thuốc cần phải điều chỉnh và phát triển để đáp ứng một loạt các cái nhu cầu y tế đa dạng. Thêm vào đó, cái việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản tại cửa hàng nhà thuốc cũng là một cách để đáp ứng nhu cầu y tế ngày càng cao. Những cái dịch vụ như là đo huyết áp, đo tiểu đường, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc tại chỗ giúp cho người dân có thể kiểm tra và quản lý sức khỏe hàng ngày một cách thuận tiện, đồng thời cũng giúp tạo được cái môi trường gần gũi và tin cậy, khiến cho khách hàng họ cảm thấy rất là thoải mái và tin tưởng khi mà đến nhà thuốc của mình. Chúng ta có thể tạo ra một cái môi trường nhà thuốc vượt trội và đáp ứng nhu cầu y tế đa dạng của cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Đừng quên để lại ý kiến và góp ý của bạn bên dưới để tôi có thể tiếp tục trao đổi và chia sẻ thêm. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để theo dõi thêm được những cái video bổ ích khác. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.